xấu quá. Chưa thấy ai mà xấu như cô nó. Bây giờ làm anh đứng luôn, đứng hình luôn rồi. Hôm nay bên em toàn là coi như là giai nhân tuyệt sắc không ạ, anh ơi. Chào em. Chào anh, chào chị. Em tên gì? Dạ em tên là Bích Trâm. Bích Trâm. Dạ. Dạ em năm nay là 24 tuổi. Đang làm gì? À, hiện tại của em là làm kế toán cho một công ty xây dựng. Kế toán cho công ty xây dựng. Dạ. Để xem chàng trai chúng ta làm nghề gì, bao nhiêu tuổi, xin mời. Chào anh. Dạ em đi. Mời bạn. Mời bạn ngồi. Chào chào anh. Có vẻ ga lăng nhỉ? Không, tâm hồn em lãng mạn như vậy. Lãng mạn? Dạ. Bạn là nhạc sĩ hả? Dạ không, cũng thích đàn guitar. Thích đàn? Dạ. Bao nhiêu tuổi? Em 25 tuổi. Làm nghề gì? Làm lập trình viên. Lập trình viên 25 tuổi. Bà bên kia là 24 tuổi. Làm nghề... Kế toán anh ơi. Kế toán. Bên kia phải làm luôn rồi đó. Bạn kia chắc tính toán nhiều lắm rồi. Trời ơi. Phụ nữ phải tính toán chứ, đúng không? Bạn thích người phụ nữ là như thế nào? Hiện đại hay là truyền thống? Dạ em thích cái người phụ nữ có cái ý nghĩ sâu sắc, hiểu về tâm lý của mình. Thích người phụ nữ truyền thống hay là hiện đại? Truyền thống. Thế em tự nói về em đi, em nghĩ những ưu điểm và những khuyết điểm của em. Trước tiên là ưu điểm trước. Cũng bình thường đối với như bao người con gái khác thôi. Còn nhược điểm của em thì rất là nhiều. Như là về nấu ăn á, thích nhưng mà lại nấu vụng về lắm. Khi mà quan tâm một người nào đó muốn lắm nhưng mà lại là không được. Tại sao? Tại vì nó có nhiều lý do lắm chị. Thứ nhất là giống như là gia đình em nói hay nói là con gái á không nên là chủ động như vậy. Trâu đi tìm cột, cột đi tìm trâu đúng không? Dạ. Rồi. Nhưng mà quan điểm của em thì cái đó là xưa rồi, còn bây giờ á thì giống như là mình quan tâm mà. Đó là chỉ là chuyện bình thường thôi, nhưng mà tại vì hiện tại thì em sống với anh hai á nên anh hai em thì cũng hơi khó. Dạ, vậy rồi bây giờ rủ quen bạn trai mà anh hai nó không chịu thì sao? Nhưng mà anh hai lại lâu lâu nói, ủa sao không thấy có bạn trai gì hết vậy? Hôm nay tới tham gia chương trình này anh hai biết không? Dạ, hồi hôm thì có nói, anh hai anh mới biết. Anh có phản ứng sao? Trước khi đi á, anh em nói á, thì lựa chọn á, thì cưng lựa chọn thôi. Còn sướng vui thì sau này cho cưng hết à. Thì anh cũng đâu giúp được gì đâu, anh cũng không ăn đói. Bạn gái đã nói hết ưu khuyết điểm rồi, còn bạn? Cái ưu điểm em là đàn đi qua. Đàn xí đàn được không mà lâu mới đàn đi khè người ta. Ôm đàn là có đàn được chị. Đâu đàn được, đàn khúc nghe thử rồi. Cái chiêu này là quen lắm nè. Bạn Nguyên Hòa làm nhiều lắm mình chỉ thất bại không rồi. Chắc giờ em thành công. Rồi thử đi em. Có phím mà nghe là chuyên nghiệp phải ha. Qua cái cây này thôi. Ưu điểm là đàn guitar mà đàn xuống mà chậm quá. Tôi nghi thất bại đúng không? Tại vì nó là dòng cổ em. Cổ tôi đàn nhanh cho coi. Bạn cái tên của tôi đàn dòng cổ đàn này nè. Đàn nhanh hơn bạn luôn. Vậy à? Trời đưa đây thiệt á bộ. Linh à. Được không? Đâu thử anh. Nói trời chứ biết được. Em. Ai đàn đó? Có vụ vậy đó. Anh Linh đàn đó hả? Anh đàn đó, anh đàn vậy đó. Nãy giờ tưởng đó bạn trai kia. Ông em muốn tặng bài tân nhạc cho tới tân nhạc rồi bạn, tân nhạc thứ coi. Ráng làm lại đi nha, cái cổ nhạc là thua rồi đó. Quỳnh Hương. Rồi. Ta mang cho em một đó Quỳnh. Quỳnh Hương hay môi em thơm. Em mang cho ta một chút tình. Lụa là khúc ấy chưa về. Thôi chào em về giữa phố xa thênh thang. Không gì vui thì hãy gắng nhớ đôi mình. Ôi, nhớ đủ rồi. Mấy bạn nãy xài cũng thấy chưa được hết. Em từ nãy giờ nghe bạn trai đàn cổ nhạc tân nhạc gì rồi em thấy trong người sao? Thích hả? Dạ. Trời ơi. Tại vì em làm không được. Chị chê quá trời mà em thích hả? Rồi chúc mừng em luôn. Bây giờ em, còn bản thân em có cái năng khiếu gì không? Hay là em có cái sở thích hay có cái thói quen gì đặc biệt không?
có cái lạ lạ, cái là khi mà buồn á, khóc á, hay vô toilet khóc. Khóc hả? Sao không ở phòng trong giường, trên giường khóc vô toilet? Tại trong đó thì nó không có ai hết, có mình là mình khóc, khóc cho thoải mái, khóc cho thật là đã. Dạ. Cũng là một cái đặc biệt đúng không anh Linh? Rất đặc biệt. Em có bao giờ khóc trong toilet chưa? Dạ không. Bạn nam mình đó, nếu những lúc mà buồn quá thì bạn làm gì? Buồn quá chạy xe một mình chị. Vậy khi vui thì bạn làm gì? Khi vui thì đi tới chỗ bờ sông đó, ngồi nhìn. Trời đất ơi, cái gì vậy? Vui tới bờ sông ngồi mình chứ. Bờ sông ngồi mình để làm gì? Để ngắm cảnh dòng sông trôi. Ngắm cảnh xong hát cây lương luôn hả? Ngắm thôi. Tại ngắm cảnh xong rồi, xong rồi vui hết rồi về. Sao bạn cứ ngồi rung đùi hoài vậy? Không, tại vì do tính cách người. Tính cách là ngồi rung đùi vậy hả? Rung đùi là không có được đâu nha. Trời, phụ nữ ta ghét người ngồi rung đùi lắm á. Rung đùi là không có giữ được tiền, phá tướng. Cái đó rung lấy tiền về hả chị? Tôi coi rung sao mà lấy tiền về, rung tôi coi coi. Hồi đó giờ tôi thấy toàn là rung là tiền ra, không mà ông rung lấy tiền về. Chào chị. Đâu rung coi. Dạ, cũng rung bình thường. Họ thấy né né chị Cát Tường thấy không? Bây giờ nè, em bản lĩnh em đờn cho chị Cát Tường hát một câu cho anh nghe. Vô lại Quỳnh Hương coi. Được, tôi đứng chết à. Biết chị hát tông gì em biết đâu. Tông đơ. Tông đơ là tông rốt luôn đó. Ta mang cho em một đóa Quỳnh Hương. Thấy môi em hương. Ta mang cho anh một chút tình ăn đó đó. Trên lưng. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị Cát Tường đã giúp cho em thể hiện cứu lại bây giờ đó. Nhớ nhà mày mốt mình đi cua đi với bạn gái rủ chị Cát Tường đi theo chị hát cho nghe nha. Gì vậy trời? Nâng cao cái trình độ đàn lên. Em chào anh. Chào em. Sao? Xấu quá. Chưa thấy ai mà xấu như cô nó chứ. Bây giờ làm anh đứng luôn, đứng hình luôn rồi. Lùng tê ta. Lùng tê con mắt. Không phải gái con râu. Thấy sao? Anh đồng ý không? Anh diễn tả nó bách rau thôi chứ. Sự thật nó vậy đó. Trời ơi, làm khó hoài. Rồi. Kéo mặt lên. Kéo mặt lên. Không có nhìn, từ từ. Mình có em cảm ơn anh. Chúc cái này vui vẻ. Sao giống hình ảnh này tôi tả không? Được không? Cũng được khoảng 90%. Trời đất ơi, về mà 90 nội. 100 mấy luôn á. Không, còn 10% sao mình phải tìm hiểu mình mới hoàn thành được. Tìm hiểu gì biết giờ là ông đang không, tại, đúng luôn. Tại đó. Vì em làm lập trình viên á là hoàn thành xong phần mềm là phải test lại mới được 100%. Test đi, test tiếp đi, còn 1 phút để test á. Nhanh lên. Bạn ở gần đây không? Em ở quận Tân Bình. Tân Bình. Dạ. Còn anh ở đâu? Ở quận 10, Thành Thái. Anh cho em hỏi một câu nha. Nếu mà anh có một người bạn gái á mà ở xa, anh cũng ở xa người đó nữa, vậy anh làm cách nào để anh thể hiện sự quan tâm cô ấy? Mình dân lập trình chỉ online là tới rồi. Dùng công nghệ thông tin thôi. Ngoài đó ra anh còn làm gì hả? Ngoài đó ra thì mình có gặp trực tiếp luôn chứ không có gọi điện thoại. Xa lắm, là xa lắm. Xa thì đi luôn, tại em đi thường thường em đi xe máy tốt với miền Tây Cà Mau luôn mà. Hết chưa? Rồi hết giờ. Bây giờ thì sau thời gian 2 phút trải nghiệm, chúng ta hãy đặt tay ra sau thành ghế. Nếu đồng ý hẹn hò chúng ta sẽ nhấn nút, và không đồng ý hẹn hò có nghĩa là chúng ta không nhấn nút. Và hãy suy nghĩ thật kỹ, cơ hội chỉ đến một lần. Bạn gái nhấn đúng không? Tôi chưa chắc đâu.
bên đẹp trai dễ thương hiền từ ha, mặt rất là phúc hậu, bên kia cũng rất là đẹp gái mà nó rất là xinh, diễn viên điện ảnh đó, bên đây diễn viên điện dịch á, điện ảnh luôn. À, chúc hai bạn thật nhiều may mắn và hạnh phúc ha. Chúng ta hãy nắm tay nhau và đến với vòng quay số may mắn. Mời hai bạn. Thí dụ giống ai nè? Thí dụ em có hình, em hình mẫu. Hình mẫu luôn. Dạ. Rồi đây, đây. Đi xem người yêu rồi kiếm con hình mẫu luôn. Toàn là diễn viên điện ảnh, nghệ sĩ nổi tiếng không à. Toàn gọi làm dấu luôn ơi. Cô gái phải có má lúm đồng tiền thế này làm dấu luôn nè. Rồi, có nụ cười như cô này nè. Cái gì trời? Rồi có đôi mắt như cô này nè. Có dáng như hoa hậu này nè. Ừ, ghép hết mấy đó lại, kỹ luôn. Bạn có tin vào cái tiếng sét ái tình không? Tin chứ. Bạn có tin rằng ngày mai bạn sẽ gặp tiếng sét không? Có thể. Trời đất ơi, trả lời đơn giản vậy đó hả? Đơn giản chứ giờ sao? Nó sét đánh thì phải chịu chứ. Hồi đó giờ có bị tiếng sét nào chưa? Có. Mấy cái rồi? Đánh hoài. Đánh hoài mà cũng ế. Nói trời ơi, tôi biết là bạn chưa gặp tiếng sét tình đâu. Gặp tiếng sét tình sẽ thấy được rằng cái tình yêu nó dữ dội lắm, tình yêu nó tuyệt vời lắm. Tất cả những buồn vui tiền bạc quên hết. Lúc đó chỉ biết mắt nhìn mắt thôi. Và hôm nay hy vọng rằng có tiếng sét ái tình dành cho các cặp đôi của mình. Đúng vậy, chúng ta sẽ đến với hai cặp đôi ngày hôm nay. Anh ăn xuống. Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi đầu tiên bước ra sân khấu. Em chào chị, chào tất cả các bạn. Em tên là Hồ Thị Hoài Thu, năm nay em 23 tuổi. Em đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi, chúng ta sẽ gặp gỡ chàng trai của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời. Xin chào. Bên kia là Hồ Hoài Thu. Bạn tên là gì? Em tên là Nguyễn Hoàng Minh. Đang làm nghề gì? Em đang là nhân viên IT. Em năm nay 25 tuổi. 25 tuổi. Có người yêu rồi? Dạ chưa. Có rồi? Chưa. Có rồi? Chưa. Hồi xưa giờ có chưa? Dạ chưa. Chưa luôn? Chưa. Chưa một lần nào có người yêu? Dạ. À đấy. Sao chưa bao giờ có người yêu? Có khiếm khuyết gì không? Do chưa đạt đủ tiêu chuẩn của em. Hả? Chưa đủ ba tiêu chuẩn của em đưa ra. Tiêu chuẩn gì? Thứ nhất là bạn nữ phải cao trên 1m60. Cái thứ hai? Phải có nụ cười đẹp, có đôi mắt nai. Mắt nai? Mắt trâu được không? Thí dụ giống ai nè? Em có hình, em có hình mẫu. Hình mẫu luôn? Dạ. Rồi đây, đưa coi coi. Đi xem người yêu rồi kiếm có hình mẫu luôn. Toàn là diễn viên điện ảnh, nghệ sĩ nổi tiếng không à? Toàn gọi làm dấu luôn ơi. Cô gái phải có má lúm đồng tiền thế này làm dấu luôn nè. Rồi có nụ cười như cô này nè. Cái gì vậy trời? Rồi có đôi mắt như cô này nè. Có dáng như hoa hậu này nè. Ừ, ghép hết mấy đó lại thì nó kỹ luôn á. Bạn lựa ra trường chuẩn đó từ lúc nào? Từ khi bước chân vào đại học. Tự nhiên sao lại đặt ra cái chuẩn như vậy? Tại vì em yêu thích cái đẹp. Em thích những cái đặc điểm như vậy nên em cố gắng tìm kiếm những người được như vậy. Giống hệt vậy mà lớn hơn em 10 tuổi được không? Dạ cũng được. Nè chị cũng có đúng đồng tiền là cưng qua đây. Còn hơn là đi thi cái gì mà xét duyệt gì mà làm thấy ghê luôn vậy. Em đừng có bị người ta áp đảo tinh thần nha. Bây giờ chị hỏi em, bên kia chưa có bạn gái đó, em có bạn trai chưa? Dạ em chưa. Chưa luôn? Dạ, từ đó giờ chưa luôn? Dạ chưa. Em có đem tiêu hình về tiêu chuẩn của em không? Dạ em thì không có yêu cầu cao về ngoại hình ạ. Cao hơn em thì khoảng từ 1m68 trở lên ạ. Em thích những người mà hiền lành á, không có nói nhiều lắm. Rồi em không thích bạn trai em những điều gì? Em không thích bạn trai của em hút thuốc lá. Bên kia có hút thuốc không? Dạ không. Rồi lớn nó mạnh mẽ quá. Tiếp nhìn em. Không dính dáng đến tệ nạn xã hội như là cờ bạc, ma túy, hút chích. Có không? Sao nãy dạ không mạnh mà giờ dạ suy nghĩ vậy? Cờ bạc thì cũng ít. Trời ơi. Không, lâu lâu mới chơi. Chơi cho vui. Còn không thích cái gì nữa nói hết luôn. Vũ phu ạ. Bên kia có đánh phụ nữ không? Không bao giờ. Rồi gì nữa em? Em muốn anh ấy là người thích chơi thể thao, nói chung là ưa vận động. Có không? Em có chạy bộ buổi sáng. Không, có. Chị tin có bạn này có cái gì là nói liền. Còn không có là phải suy nghĩ. Không có ngồi trả lời nhanh là biết là có rồi đó. Bạn gái em đưa ra tiêu chuẩn như vậy, em cũng đưa tiêu chuẩn như vậy rồi. Nhưng mà hỏi em là em đưa tiêu chuẩn anh nghĩ rằng hơi cao đó. Em nghĩ rằng mình có tiêu chuẩn gì mà đưa ra tiêu chuẩn như vậy? Em có ưu điểm là
không bao giờ hứa hẹn bất cứ điều gì mình không thực hiện được. Cho nên từ đó giờ em chưa bao giờ hứa gì hết trơn đúng không? Dạ không. Cái gì cũng cái gì mình được. Làm được trong khả năng của mình. Ví dụ là cái gì? Tôi nói nghe thử rồi. Giả sử bạn rủ đi chơi mình nghĩ là hôm đó mình đi được thì mình vẫn đi. Phải hứa. Trời ơi. Còn đi không được thì bảo không được không đi. Có cái gì to lớn hơn cái vụ đi chơi đó không? Rồi, không hút thuốc lá. À. Rồi, yêu động vật. Quan niệm sống của em như thế nào? À, quan điểm sống em từng làm hướng đạo sinh. À, vậy nên hả? Có những cái quan điểm là theo hướng đạo nguyên tắc. Nguyên tắc đầu tiên của hướng đạo là trọng danh dự. Rồi, nguyên tắc thứ hai là yêu thương các sinh vật, loài vật, động vật. Và cái cuối cùng là hướng đạo sinh gặp khó khăn cũng vui tươi. Này, chị rất là thích cái hướng đạo sinh. Chị phải qua chị nhìn em để chị hỏi cái vụ này. Qua nhìn đi rồi biết. Đó. Bao nhiêu năm đi thương theo hướng đạo sinh rồi? Em đi từ năm lớp 7. Nãy em nói là cái gì? Quan trọng nhất là... Là gì? Quan trọng nhất là trọng danh dự. Trọng danh dự. Hết sức là tự tin và bình tĩnh. Rất là hợp. Hợp. Hợp với cô bên này chứ không hợp với em. Hợp với cô bên này. Hợp cô đấy. Nè, để anh qua anh coi cô kia nha, nha, coi sao nha. Em đưa ra những tiêu chuẩn này nè. Nếu như mà thiếu một trong những tiêu chuẩn này, em có đồng ý không? Cũng có thể đồng ý. Thí dụ giờ là dáng đẹp nè, nụ cười tươi nè, rồi má lúm đồng tiền nè, nhưng mà mắt dịch được thì được. Thiếu thí dụ vậy được. Nếu mà đã yêu thì chấp nhận luôn. Đúng rồi, vì cần gì tiêu chuẩn ở đây. Xạo quá. Nếu mà yêu không có bốn tiêu chuẩn này được không? Không, suy nghĩ lại, lúc đó suy nghĩ lại. Mày hơi cứng rồi nha. Hãy là chính mình đi, hãy là chính mình đi. Đừng mình có thay đổi quan điểm. Gì vậy nhỉ? Gì vậy? Có vô đường nào không? Giống dò vé số quá vậy. Số sổ. Em coi bốn tấm hình này. Đi coi. Dáng này em có đáp ứng được không? Dạ không ạ. Thấy những không có cái nào hết trơn không? Có tiêu chuẩn em không? Không. Anh coi so rồi đó. Còn em so thì tùy em. Rồi để kéo màn lên đi rồi cho anh ấy tự dò kết quả. Rồi kéo màn lên. 2 phút. Nhìn nhau bắt đầu. Chờ em. Lấy hình đó coi coi. Hả? Dạ không. Cậu nhớ đầu rồi hả? Hôm nay em đi tham gia chương trình cùng với ai? Em đi với anh trai của em. Anh trai có trong phần của em không? Dạ có. Dám coi đồ coi mặt anh trai lắm hả? Anh đặt ra những cái tiêu chuẩn như vậy. Bây giờ anh gặp em rồi, anh không có giống với tiêu chuẩn nào hết. Anh có thấy thất vọng không ạ? Không, không hề thất vọng. Thì đặt tiêu chuẩn ra chỉ ông. Em nghĩ anh đủ tiêu chuẩn của em không? Ta đâu có tiêu chuẩn gì đâu. Thấy tiêu chuẩn gì không hút thuốc rồi. Anh đáp ứng được gần như là hết tất cả. Hình như anh thấy anh có một cái tiêu chuẩn không không đáp ứng á. Em yêu cầu là cao 1m68, anh có cao 1m65 rồi. Nhớ có thể hay gì kỹ vậy ta? Ba phân độn được. Tại vì em không cao lắm nên cái đó cũng không là vấn đề lắm. Hết thời gian. Bốn tiêu chuẩn này có tiêu chuẩn nào? Có. Có không? Mấy tiêu chuẩn? Em thấy được một tiêu chuẩn rồi đó. Tiêu chuẩn nào? Nụ cười đẹp. Có một tiêu chuẩn rồi hả? Chứ không, mới nhìn lần đầu mới thấy được tiêu chuẩn. Giờ chừng nào mới thấy hết bốn tiêu chuẩn? Để tìm hiểu sao thấy hết. Xạo quá. Ngoại hình mà có vụ mới nhìn không thấy. Quan điểm của người ta vậy thì kệ người ta. Đi đâu coi kiếm người yêu cũng cầm hình vậy là hay đó. Ừ ha. Rồi. Và để tay vô nút bấm. Đây kia anh ơi. Đây. Đây này em. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Quyết định hay không quyết định. Một. Ngồi tướng đẹp quá vậy. 2. Ba. Hết thời gian. Tôi mệt với anh lắm nha anh. Dạ. Suy nghĩ sao bấm. Dạ. Thì phải tìm hiểu chứ anh. Bây giờ thì cũng có được nét mà có nụ cười đẹp thì em phải tìm hiểu coi. Chỉ khoái cái nụ cười đẹp thôi hả? Dạ. Ông đâu ngoại hình cũng cân đối cho anh. Vậy thôi dẹp ba hình này đi ông nội. Nè lấy anh. Lấy cái hình nụ cười đẹp thôi.
Rồi bỏ túi hình này đi. Tặng cái người này người khác là tặng cái gì? Trời ơi cái gì vậy? Bỏ túi này đâu ấy nha. Còn em sao? Em nghĩ là anh ấy là người mà có thể giúp em hiểu biết hơn về cuộc sống. Tại vì thấy anh ấy có vẻ quan tâm đến những cái đạo lý trong cuộc sống cái gì nên em nghĩ là anh ấy hiểu biết nên là có thể sách vở quá chứ có làm theo được đâu, đọc như vậy đó mà có hoàn thiện không dám đâu, đây con người sâu sắc đó bạn. Người sâu sâu hơi háo sắc chút xíu thôi. Thôi cũng là chúc mừng hai bạn đã tìm được đến với nhau ở cái bước ban đầu. Đây là hôm nay có cuốn sách ái tình rồi đó, thấy chưa? Và hy vọng rằng hai bạn sẽ còn tiến xa hơn nữa trong cái con đường tình cảm của mình. Chúc mừng hai bạn và cảm ơn hai bạn. Bây giờ mời hai bạn chờ một lát để chúng ta sẽ tham gia vòng quay may mắn của... Xin mời nhà gái. Chào cô gái, mời em ngồi. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Mời cô gái của chúng ta giới thiệu trước nè. Con chào chú Quỳnh Linh. Chào con. Chào chị Ngọc Lan. Chào bạn Nam và chào mọi người ở trường quay, cũng như là mọi người đang xem TV, đặc biệt là bố mẹ hay là bạn bè mà nếu mà xem mình nhá. Dạ. Kêu gọi cả bố mẹ luôn đó. Em là Mai Thủ Anh và hiện tại thì em 26 tuổi, còn em đã ở Hồ Chí Minh được hơn 1 năm. Ngày trước thì em làm việc và học tập ở Hà Nội, nhưng mà quê em thì lại ở miền Trung. Mọi người thì hay gọi là Tiểu Vương Quốc, thân thương nữa thì gọi là Đại Thanh, nhưng mà ai muốn ăn nem chua thì đến quê em, không ai khác là Thanh Hóa. Còn hiện tại thì em đang làm thiết kế đồ họa. Tú Anh làm dạ. Thiết kế đồ họa. Dạ, đúng rồi ạ. Sinh năm 96. Dạ. Mời em trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Ngọc Lan, em chào bạn nữ. Chào em. Và chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Ngọc Khánh. Em năm nay 26 tuổi. Ở quê của em thì ở Phú Yên, miền Trung. Hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống ở Sài Gòn. Thì trước kia thì em cũng có làm ở ngoài Hà Nội, và trước kia em cũng có đi làm ở nước ngoài. Thì hiện tại em đang kinh doanh về trà sữa. Em mở quán ở dưới Mỹ Tho. Yeah, và hiện tại là em đang làm thêm một cái công việc, một job nữa, đó là phụ trách kinh doanh của công ty xe máy điện tại Việt Nam. Giỏi vậy ta, vừa bán trà sữa vừa làm xe máy điện nữa. Như vậy là một chàng trai có ý chí cầu tiến, đang làm rất là nhiều việc để kiếm tiền cưới vợ, đúng không? Dạ vâng. Tú Anh của chúng ta có được ưu điểm khuyết điểm nào nè? Dạ, điểm mạnh của em thì độc lập tự do còn hạnh phúc thì đang đi tìm. Độc lập tự do còn hạnh phúc thì đang đi tìm. Ngoài ra thì em cũng khá là tự lập, vui vẻ. Người ta hay nói là ở bên cạnh em thì là bao vui. Ngoài ra nữa thì em cũng biết nấu ăn, nhưng mà được nấu ăn cho thì vẫn thích. Em có thể rửa bát, phần còn lại thì em lo được. Yếu điểm thì em hơi vụng về một chút. Còn có một cái nữa em không chắc đó là khuyết điểm hay không, đấy là em không thích người khác chê em béo, nhưng mà em biết là em cũng béo thật. Bây giờ em trai, ưu điểm khuyết điểm em là gì? Dạ vâng, thì em tự nhận thấy cái điểm mạnh của mình á, thì thứ nhất là chịu thương chịu khó. Tại vì em thân thì từ ở miền Trung, không ngại cực khổ. Thì khi mà mình có khó khăn gì đó thì em không có nản bước, thì em làm, tìm cách làm cho nó tới cùng về phần đó. Thứ hai là em rất là thích kinh doanh. Em không làm cái này thì em cũng làm cái khác. Và em cũng muốn làm sao cho cuộc sống mình nó bận rộn hơn và có nhiều trải nghiệm hơn, để mà cuộc sống này nó cảm thấy nó thú vị. Còn về cái điểm yếu của em thì hay xấu ngủ. Có nghĩa là em có thể ngủ bất kỳ đâu. Kiểu như là mình làm việc nó nhiều quá thì em luôn trong trạng thái nó buồn ngủ. Và ngày cuối tuần thì em không đi chơi mà em cứ ở nhà nằm lì để mình ngủ, để mình lấy lại sức. Thì cái đó là cái mà em cần cải thiện hơn. Cái đó không có gì xấu hết trơn, tại mình làm việc nhiều quá mà, không vấn đề gì cả hết ha. Được tình duyên của nhà gái sao nè? Cũng ế nhá, ế hơi lâu nhá. Thì nói ra thì chắc là nhiều người không tin đâu, chứ em ế cũng 8 năm rồi đấy. Trời đất. Ngày xưa là cũng có vài mối tình từ hồi cấp 3 ấy. Cấp 3 thì em vẫn hay nghĩ là ước là mong mình lớn nhanh lên để không phải kiểu yêu đương giấu giếm bố mẹ. Nhưng đến lúc mà bố mẹ cho phép thì mình không làm được điều đó. Xong rồi chắc là trong 8 năm mà ế đấy thì cũng có tìm hiểu một vài bạn. Thì gần đây nhất thì cũng có một bạn tìm hiểu được tầm 7 tháng. Nhưng mà chắc là do em cũng hơi vô tư đến mức vô tâm quá, nên là nó đường ai nấy đi. Nhưng mà sau đấy thì em nghĩ là em rút kinh nghiệm được từ đấy. Phiên bản của em hiện tại là tính cách tốt nhất của em từ trước đến giờ, nên em vẫn tự tin là
Tức là lý do ấy của mình là do mình vô tâm quá đúng không? Là cũng có thể là do duyên số đó. Dạ vâng. Nhưng mà em nghĩ là phiên bản của em hiện tại là tính cách tốt nhất của em từ trước đến nay, nên là em sẽ sẵn sàng cho mối tình mới. Và người tiếp theo của em thì cứ yên tâm đi, bởi vì hiện tại thì em cũng đã bớt trẻ con, cũng là bớt vô tâm, bớt vô tư rồi. Nên là để chị nhào qua nhà trai, chị ngó coi nhà trai như thế nào, tình trường nhà trai ra sao. Dạ, em chào chị. Chào chàng trai. Tôi cũng rất là thắc mắc, chàng trai mà sáng không có thời gian cạo râu luôn á. Em làm cái gì mà sáng em không có thời gian cạo râu? Dạ, tại vì tối thì em về trễ mà sáng thì phải đi dậy làm sớm, thì mình cứ quơ đại những cái gì mình có rồi mình đi ra ngoài thôi, nhiều khi cũng không kịp nhìn gương xem như thế nào rồi. Nên cũng hên là râu mọc đều đó, chứ mọc lởm chởm cái tôi không biết sao. Thật ra người trẻ để râu thành già, còn mấy người già cho tôi cạo râu cho nó trẻ, nó ngược vậy đó. Vài bữa lớn đi à, thời gian sau lớn như Hùng Linh thì mới thấy rằng phải cạo râu cho nó trẻ chút xíu. Dạ. Tình trường sao rồi? Dạ thì về tình trường của em á, thì em đã trải qua 2 mối tình. Thì mối tình nào cũng gọi là lâu dài và bền vững. Thì chỉ có một cái đó là em tập trung vào công việc nhiều, nên đôi khi em bỏ bê bạn gái của mình, người yêu của mình. Thì người yêu của mình cảm thấy bị bỏ rơi như vậy, cảm thấy không được yêu thương nhiều, rồi dần dần là cảm thấy xa cách dần dần, rồi sau đó thì cũng tan vỡ. Thì em vực nhanh lắm, em tập trung vào công việc xong rồi cái em bỏ bê về phần đó luôn, xong rồi dần tại em quên luôn thất tình đúng không? Em quên luôn thất tình luôn. Thì hai cái đó là hai cái lý do mà xảy ra liên tiếp hai cái mối tình của em. Thì em cũng đã rút kinh nghiệm của mình, thì tới cái khoảng thời gian này rồi thì em cảm thấy công việc thì cũng công việc thiệt, mình cũng muốn kiếm tiền này kia, nhưng mà thật sự khi mà nhìn lại thì xung quanh mình không có ai, không có người để chia sẻ này kia, thì mình dần dần mình cũng biết quan tâm yêu thương người khác hơn, để mà mình dành tình cảm cho bạn nữ nhiều hơn. Thì em đang tìm kiếm cái điều đó. Rồi tốt rồi. Nói bây giờ là... thấy bên kia cũng vô tâm, bên đây cũng vô tâm với tình yêu đó, mà hai bên đều đã ngộ ra được rồi. Ngộ ra được rồi, giọng nói bên đây rất là lạ đó, dễ nhớ lắm á. Cô này là một cô giao tiếp cực kỳ giỏi nha. Cô ăn nói rất là dễ thương, rất là cuốn hút. Hồi nãy có gặp trong toilet rồi. Trời đất ơi, gặp đâu trong đi toilet? Đi toilet chung. Đi toilet chung ạ. À, toilet chung hả? Bên kia cũng ăn nói cũng được lắm chứ bộ. Nói chung là hai đứa hai trẻ này năng động. Năng động, một cái cách sống có thể hợp với nhau ha. Giờ mình hỏi về gu đi. Bây giờ là đúng rồi, gu nhà gái, sao? Gu nhà gái thì sao? Chắc là chỉ có hai cái thôi ạ. Là nam mà còn thở. Hả? Là nam mà còn thở. Là nam mà còn thở. Là đủ rồi hả em? Còn thì... thở là thở rồi đó. Thở là còn đang thở rồi đó. Đúng rồi. Còn em... thở là còn gỡ đúng không? Dạ, đúng. Nhưng quan trọng là con nam không biết sao thôi. Bên kia ta yêu cầu là còn nam. Dạ. Nam không? Dạ nhìn em là biết rồi ạ. Chưa chắc nha, mấy người để râu chưa chắc nam nha. Không, nói chung mình đây nam, mình đây đàn ông, tôi nhìn rồi tôi thấy đàn sao ông. Sao biết? Nhìn là biết, kinh nghiệm. À, chút để mở coi, cô kiểm tra coi sao nha. Rồi, đơn giản vậy thôi đó hả? Thực ra con cũng nói đùa thôi, chứ là cũng có hơi tiêu chuẩn một chút, nhưng mà một chút thôi. Thí dụ? Như là Bích Phương hay nói là người hay nói như em thì thích lời kiệm, anh thích người kiệm lời. Nhưng em không thích Phương nên em cũng thích người nói nhiều, vui tính là được. Thế thôi, đơn giản vậy. Bên đây nói nhiều cũng vui. Được. Có cái điều gì em không thích ở con trai không? Thực ra thì chắc là ai cũng vậy, người ta không thích người quá là keyboard ca sĩ một chút, nhưng mà thoáng một chút là được, sòng phẳng. Dạ vâng. Không, cô gái này rất là hay nha. Cô gái này cá tính lắm á, vui lắm đó. Hỏi em trai. Dạ tiêu chuẩn của em thì em rất là đơn giản. Không yêu cầu về ngoại hình, nhưng về tính cách thì em muốn bạn nữ có cái trải nghiệm nhiều trong cái cuộc sống cũng như trong cái công việc của mình, để mà thứ nhất là khi mà mình nói chuyện thì để mà có nhiều chủ đề để mình trao đổi, để mà thứ nhất là cũng cuộc nói chuyện của mình cũng vui hơn, và cái để giúp cho em về cái phần nào về những cho em những cái góc nhìn mới để mà em phát triển bản thân hơn. Thì khi mà quen bạn nữ thì em muốn làm sao để mà cho cả hai cùng phát triển hơn, thì như vậy là có là cái hình mẫu lý tưởng của em rồi. Đúng hay ha, bạn này có suy nghĩ rất là hay luôn. Nói chung hai bạn trẻ cùng chí hướng đó. Mình đi với ai vậy em gái? Dạ, em đi một mình, tại vì là quê em mà cũng khá xa ấy.
Em vào đây thì cũng một mình tự lập nên là em đi một mình thôi ạ. Bên kia nhà trai đi với ai cơ? Dạ em cũng một mình ạ. Rồi vậy thì hai mình nói chuyện nhau đi. Đúng, mở rào. Có phải quay giấy không? Xinh ơi, xinh lắm rồi. Đó, chuyện của hai bạn trẻ đó, thoải mái đi các bạn. Ừ, cũng khoách luôn. Chào em. Ờ. À, anh có món quà tặng em. Tặng em xin. Ờ, thực ra thì hôm nay em có chuẩn bị hai món quà. Nó cũng phản ánh hai mặt tính cách của em ấy. Thứ nhất là ở vẻ ngoài của em thì rất là sôi động rồi là hoạt náo. Tuy nhiên thì mọi người cứ nghĩ em là một đứa chỉ có vô tư rồi là không âu lo gì cả. Nhưng mà ai cũng vậy thôi, người ta cũng có khoảng lặng riêng. Thì em nghĩ là quyển sách này nó tượng trưng cho cái mắt đấy của em. Còn một món quà nữa thì khá là bất ngờ, nó kiểu hoạt náo với là em nghĩ là tặng sách thì ai cũng có thể tặng anh và cũng sẽ có nhiều người tặng anh. Nhưng mà món quà này thì chắc là chỉ có mình em tặng anh thôi. Thì anh chọn đi, anh muốn cái nào? Thì anh thích sách hơn. Tại vì sách thì nhiều khi để mà cho biết được những cái góc trong con người của em, nó cái ngoài cái tính cách mà vui vẻ ai cũng thấy thì cái khoảng cách mà cái khoảng mà trong khúc góc khúc của em thì anh nghĩ là nó sẽ thể hiện qua cái quyển sách mà em muốn tặng cho anh. Anh chắc chắn không? Tại vì là món quà này đặc biệt lắm ấy. Anh có thể thử lấy ra xem rồi chọn. Anh chọn sách. Rất là kiên định đó, em tặng em. Rồi thì cái cuốn sách này á, thì nó cũng có một cái ý nghĩa đối với anh, đó là cuốn sách này nó cũng thay đổi một phần cuộc sống của anh. Tại vì trước kia là anh không thích đọc sách, nhưng mà từ khi anh được giới thiệu cuốn sách này thì nó thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh và cái dẫn tới cái công việc hiện tại của mình bây giờ. Thì hy vọng là cái cuốn sách để mà cho chúng ta được cái những cái tư tưởng và những cái góc nhìn nó giống nhau. Em cảm ơn, thực ra cũng rất là hay nha. Em đã đọc quyển Tony trên đường băng rồi, nhưng mà Tony buổi sáng cùng thì quyển này đầu tiên là em chưa đọc. Là cảm ơn. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ em thử lấy món quà đặc biệt đó là gì vậy? Cái món quà kia kìa, mình lấy ra luôn đi. Ui. Đó là con gián. Thì thường thường mọi người thì sợ gián, thì em thì em thì không sợ gián. Tại vì em nghĩ là mọi người anh cũng nghĩ là nếu mà phụ nữ thì phải mạnh mẽ, à phụ nữ thì phải yếu mềm. Nhưng mà mạnh mẽ thì có sao đâu, mà mình phải tự tin khoe cá tính của mình chứ ạ. Tức là tặng gián có ý nghĩa gì? Em nghĩ đấy là một món quà đặc biệt mà trong đời thì có lẽ là không có ai tặng anh món quà này lần thứ hai đâu, nên là đơn giản vậy thôi đó, đơn giản vậy thôi. Cho nó lạ vậy thôi đó. Dạ đúng rồi ạ. Rồi mai mốt tặng chuột gì đó ha. Đây, chuột thì là em rồi, em là tuổi Tý là chuột. Bây giờ nè, hai đứa sẽ cùng hát để thể hiện cái tài năng lẻ cho nó sơm tụ cái nào. Em trai biểu diễn trước, trước mặt em gái đứng lên. Đứng lên nhìn em gái biểu diễn đó. Dạ. Thì xin phép bỏ món quà ở đây. Dạ. Thì thật sự thì anh cũng giống như em thôi, anh thì hát cũng không hay. Thì cũng gọi là học náo cho vui vậy thôi. Những lúc mà mình rảnh thảnh thơi mình sẽ chết thì anh có một cái đoạn để mà anh gửi tặng em, gửi tặng chương trình một đoạn. Nếu mai kia mà người yêu anh đi về, sorry anh hát lại. Nếu mai kia mà người yêu anh đi về nơi nào xa vời, nếu xa xôi đành để duyên hai ta về hai phương trời, có hay chăng không người yêu anh mong rằng tim mình không rời, để ngày đêm anh với em mong một ngày không cách xa. Dạ, xin hát ạ. Ngược lại nào. Mọi người đừng bất ngờ quá nhá. Mọi người có thể hát cùng em chưa? Một con vịt trở ra hai con thằn lằn con, đuôi eo cân con chim non. Trời đất ơi. Cô gái này có thú vị thật sự. Lộn xộn vậy đó hả? Rồi tí cho nó vui, bây giờ hai bạn cảm nhận về nhau đi nào. Mời em. Em nghĩ em xin phép cho anh nói trước. Anh xin phép nói trước thì sự là khi mà nói chuyện với em thì khi mà chưa cái tiếp xúc mà qua giọng qua khuôn mặt ngồi đây thì nghe cái giọng nói thì cũng cảm thấy khá là ưng. Tại vì trong cái mong ước của anh á thì anh muốn tìm một bạn gái mà gọi là ở ngoài Bắc. Ở ngoài Bắc để mà nhất là hồi trước anh cũng làm ngoài đó nên cái giọng cũng khá là hay,
người con gái ngoài Bắc thì biết chăm lo này kia, thì cũng biết đứng sau chồng để mà hỗ trợ support rất là tốt, thì anh cũng muốn như vậy. Thì khi mà tới chương trình thì cũng khá là bất ngờ về cái phần này. Dạ vâng. Nhưng mà đấy là trước khi mà anh thấy em, thế còn sau khi anh thấy em rồi thì anh nghĩ là sao? Thì anh thấy quá tuyệt vời. Dạ, anh cảm ơn. Thứ nhất là về cái ngoại hình của mình thì rất là xinh. Em rất là xinh. Về cái tính cách của em thì rất là vui. Tại vì anh thì khá là trầm, ít nói về ngoài đời. Nên cần những lúc mà vui vẻ như vậy để mà cuộc sống nó thú vị hơn. Dạ, dạ. Em cảm ơn. Thì thực ra còn về em thì cảm nhận đầu tiên của em là em thấy anh khá là chín chắn so với cái tuổi của mình bằng tuổi nhau mà. Là với lại là anh cũng giỏi nữa, không phải ai cũng có thể kiêm một lúc rất là nhiều việc như thế. Đặc biệt là em rất thích những người yêu công việc và thích những người có đam mê về công việc đấy. Hẳn là anh phải đam mê thì anh mới làm được như thế. Thứ hai là em cũng mong muốn là bình thường thì em đã là người hoạt náo sôi động rồi, thì em cũng mong muốn là tìm được ở người đàn ông của mình tự chiến trắng trưởng thành. Rất là ok. Hẹn hò sao? Hai đứa bàn nhau đi. Hiện tại thì em đang ở trong Sài Gòn. Em ở Sài Gòn, em ở quận Tân Bình. Lúc nãy em có nghe anh bảo là muốn một người kiểu có nhiều trải nghiệm. Thì thực sự là em cũng khá là nhiều trải nghiệm. Vì trước đây thì em làm việc ở Hà Nội là 7 năm, sau này em vào đây 1 năm. Tức là em rất thích trải nghiệm, nên là em mới có thể dám một mình vào đây và tự lập như thế. Nên là và em cũng từ ngày xưa thì em học về hệ thống thông tin, sau đấy thì em làm marketing, rồi em chuyển qua làm thiết kế đồ họa, graphic design. Quán của anh mà chưa có logo thì book em. Em đùa thôi. Chứ còn ngoài ra thì em còn làm trợ lý cho diễn viên hài độc thoại và MC nữa, nên là cũng có khá là nhiều chủ đề để có thể trao đổi với nhau. Đó. Có một cái trùng hợp là hiện tại anh làm ở công ty cũng ở Tân Bình. Thì có thể là nhưng mà công việc của em thì hiện tại thì anh thấy em khá là nhiều job như vậy, thì có thời gian rảnh, thường thường em rảnh, anh nghĩ là em bận cuối tuần nhỉ? Không. Hiện tại thì em làm thiết kế đồ họa, nhưng mà em đã mới nghỉ việc ở công ty làm full time rồi. Thì em đang làm freelance cộng với cái trợ lý kia thôi. Hiện tại thì đang khá là rảnh. Còn về cái việc mà sắp xếp để cho hẹn hò ấy, thì nếu mà thích thì vấn đề đấy không quan trọng. Anh ấy cũng đơn giản. Dạ đúng rồi. Em chưa, lúc nãy là anh bảo anh có quán trà sữa ở đâu nhỉ? Ở Mỹ Tho. Em chưa đến Mỹ Tho giờ và em cũng mong một lần được đấy. Thì cũng hy vọng, thì thường thường cuối tuần anh sẽ về dưới. Cuối tuần anh sẽ về dưới một hai ngày rồi anh lên lại trên này. Anh cứ hay đi đi về về thì có thể là đèo em sau lưng. Thì anh cũng đang thiếu một cái chân marketing ở trong cái cái đó, cũng chưa có thời gian để mà tiện. Thì hy vọng biết đâu sẽ phát triển hơn. Được cả ba luôn, có người yêu, rồi có người làm thiết kế đồ họa, có logo, rồi có marketing. Trời, được cả ba luôn. Lời quá trời lời. Cho anh hỏi xíu là về cái người đàn ông của em á, mà em không thích ở họ về cái hành động gì nhỉ? Về bạn trai của em. Em không thích một người quá là tính toán chi li. Bởi vì thực tế là em là một người khá là phóng khoáng và vô tư đấy. Nên là người quá là chi tiết quá thì em không thích. Ví dụ như là chẳng hạn là buổi hẹn đầu tiên đi. Buổi hẹn đầu tiên thì ok, mình có thể đi ăn uống, đi ăn đi uống. Thì nếu anh trả tiền ăn sẵn sàng em trả tiền uống, chứ không phải là đến rồi xe đấy. Em không thích như thế thôi, còn đơn giản vậy thôi, chứ không có gì là nhiều. Đấy cũng khá là hay. Quan điểm hôn nhân và gia đình của mỗi bên thế nào? Thì còn về của em á, thì hiện tại là bố mẹ em thì cũng thấy các bạn bè trang lứa cũng có hết rồi, thì về nhà cũng nói mé em. Sao chưa có người này người kia đó, thì cũng đang gọi là thúc giục ngầm em để mà có bạn gái đó. Còn em thì ngày xưa em đi đám cưới của một bạn em, bạn em bảo là trước đây tao cũng ế lắm, nhưng mà tao xin xem bói, thế là xem bói kiểu gì mà vừa xem bói phát là về có người yêu xong rồi cưới luôn. Hôm trước em về Tết thì mẹ em bảo là hay là thử đi hỏi cái bạn của mày xem là thầy bói đấy ở đâu, rồi đi bói xem để xem có người yêu hay không. Thế là em gọi điện thì em bảo thì bà thầy bói đấy chuyển sang làm
karaoke rồi. Sao em nghĩ kiểu trời ơi, số mình ế đến thế sao, bố mẹ cũng khá là dục rồi đấy. Tức là bố mẹ em thì khá là tâm lý, không phải quá là hối con có người yêu này nọ, nhưng mà thi thoảng vẫn hay trêu là bạn này có bồ rồi, bạn kia có con rồi, các thứ rồi, các thế như vậy thôi. Chứ còn đơn giản lắm, bố mẹ em thì thoải mái, vô tư nên là tức là tôn trọng con cái, nên là miễn làm sao em cảm thấy em tốt nhất, em hạnh phúc nhất là được. Còn em thì em không quan trọng là khi nào phải nhất thiết là 29 tuổi, 30 tuổi là phải cưới. Em thì em quan điểm là đúng người là được, đúng người là đúng thời điểm. Khi nào mình cảm thấy sẵn sàng thì mình cưới thôi. Thế thôi. Anh cũng khá giống em về phần đó. Hiện tại là em có anh chị em gì không nhờ? Em thì có em trai. Em trai em thì mới học lớp 11 thôi. Nhà em có hai người em là chị cả. Em chị cả. Anh thì sao? Anh thì Úc, con trai Úc. Thì anh cũng có chị cả. Thì nhà có hai chị em thôi. Nhưng mà ví dụ như là định hướng của anh sau này thì là vẫn ở trên này hay là có về quê hay là như thế nào? Hiện tại định hướng của anh thì anh cũng chưa có gọi là định hướng rõ ràng về cái nợ của mình, tại vì anh rất là thoải mái về cái nợ của mình. Ở đâu có công việc, ở đâu mình kiếm ra tiền, ở đâu có người yêu thì anh dừng chân ở đó thôi, chứ ở đâu thì không quan trọng. Quan trọng là cảm thấy nó ở đất lành chim đậu thôi. Cũng rất là giống em. Thế con sở thích thì sao? Về sở thích của anh hả, thì nó khá là hay, đó là thích về kinh doanh. Thích ngồi nói chuyện với nhau về cái công việc. Anh không thích ra ngoài cà phê nói tán gẫu đi cà phê này kia. Anh thích đọc sách và chơi thể thao. Thì cái đó nó chung chung, nhưng mà cái đó là cái đúng là cái đam mê của anh thiệt. Thể thao là muốn gì? Anh chơi cầu lông. Em đánh cầu lông đấy. Đá banh. Yeah. Anh biết võ. Trước kia thì anh có dạy võ. Tại vì hồi xưa có một chuyện khá là hay là em rất là yếu, anh rất là yếu, không phải là yếu, gọi là bị ăn hiếp. Bị người ta ăn hiếp thì bố mẹ anh cho đi học võ. Xong rồi học võ xong từ đó về sau không ai đụng anh nữa. Xong rồi cái anh đam mê võ luôn. Xong rồi cái qua hết đại học thì anh ngưng. Anh bắt đầu công việc của mình. Bây giờ mua võ thử coi. Anh dạy võ gì á? Anh võ Vovinam. Bây giờ mình ra mình múa một bài để mình cho người yêu thấy là người yêu sẽ được bảo vệ bởi những cái đòn võ đó. Vừa múa võ vừa hát luôn ơi. Tại vì em rất là hứng thú với võ ấy. Ngày xưa em cũng đã từng đi học karate, nhưng mà em học được có 2 tháng thôi rồi cô giáo đi du học, thế là em không được học nữa. Và em cũng từng tập boxing. Em cũng biết chơi cầu lông. Nên là khá là phù hợp đấy. Vừa múa võ vừa hát luôn đó. Bạn nữ hát, em múa võ. Wow. Được. Hát Hoàng Phi Hồng ạ. Thôi chắc để em múa võ để mà bạn nữ cảm thấy được yên tâm, cảm thấy được có một người đàn ông che chở cho mình. Múa võ là bình thường, bây giờ vừa múa võ vừa hát hay là vừa múa võ vừa làm thơ chẳng hạn. Hay là anh vừa mua võ, anh vừa đọc sách cái quyển đó, anh đọc thế. Cái gì cho đặc biệt để mình là giới thiệu với bạn gái thôi. Thôi em mua võ xong rồi em đọc thơ sau, chứ em mua võ nhiều khi em lại quên thơ nữa. Nó kỳ quá. Hả? Thôi chắc là cái gì làm thì mình tập trung cái đấy chắc là sẽ tốt hơn. Chưa gì bình tay rồi chưa. Dạ thì cái bài này là cái bài Bobby Nam, thì em cũng lâu rồi em cũng không tập, thì em chỉ nhớ cái đoạn nào thì em đánh đoạn đó thôi, để em thể hiện cái sự nam tính mà nãy anh Quyền Linh nghi ngờ của em. Rồi. Hê một cái là nam tính dễ sợ không mọi người? Hê thấy sao em, được không em? Được không em gái? Mạnh mẽ ha. Đó. Bây giờ ngon lành đó. Em trai tới gần em gái nào? Đúng rồi. Đó. Chúng ta nắm tay em gái đi. Nhìn thẳng vào mắt nhau, hai người nhìn đối diện luôn. Dạ. Hai người nhìn đối diện luôn, nắm hai tay luôn nào. Với nhau đúng đó. Rồi. Em cận 5 độ ấy. 30 giây nhìn thẳng vào mắt nhau các bạn. Đó, đứng sát thế này thấy rõ chưa em gái? Đứng sát. Đó. Nhan sắc như nữ nhân không nên nhìn gần. Trong lòng mình đang suy nghĩ điều gì về người đối diện? Cảm nhận qua cuộc nói chuyện mình thấy cái gì? Mình nói cho nhau nghe đi. Anh nói trước đi.
Chắc là anh sẽ có bài thơ để mà thể hiện cái tâm trạng của mình lúc này. Trời ơi, viết vô tay nữa. Ok. Mai này mình đi ra biển rộng, sóng chập trùng chẳng êm đềm như sông. Chỉ cần lòng ta cùng chung chí hướng, như con thuyền tìm, như con thuyền luôn hướng về đại dương. Sorry, hơi đứng bạn nữ hơi rung một xíu về bạn này. Ta đẹp quá mà. Mình nói cảm giác chân thành đi, khỏi thơ văn gì đây nữa. Em thấy bạn nữ sao? Sau cuộc nói chuyện em thấy sao? Trong lòng em như thế nào? Em nói cho bạn nữ biết đi. Thật sự em khá là cảm thấy bối rối khi mà gọi là đúng người, đúng cái thời điểm như này, thì mình cũng không có thể mình tin được về cái mình gặp được một bạn nữ như cái mình mong muốn như vậy. Còn bạn nữ, bạn thấy thế nào với người đối diện? Cứ nói cho bạn ấy nghe. Thực ra em thấy là anh cũng đúng, khá là đúng giống cái người đàn ông mà em tưởng tượng ấy. Tức là anh có chí cầu tiến, anh có sự nghiệp mà anh muốn theo đuổi, anh cũng có sự chín chắn. Rồi chắc là cũng hơi bối rối một chút khi mà gặp em, nên là em thấy rất là ok. Rồi, trở về ghế đi các bạn. Hai bạn về chỗ nè. Đã đến lúc chúng ta đưa ra quyết định của chính trái tim mình các bạn nha. Để ta vào rút bấm. Chị Lan hỗ trợ. Bên đây trái nha. Chúng ta đã trò chuyện, cùng nhìn thẳng vào mắt nhau, cùng nắm tay nhau, cùng trao đổi nãy giờ rất là nhiều việc. Quan trọng bây giờ chúng ta lắng lòng mình lại, nhắm mắt kiểm tra xem tim mình có đập đúng nhịp hay không. Người đối diện có phải là người sẽ cùng chúng ta chia sẻ ngọt bùi hay không? Chuẩn bị. Các bạn hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi đưa ra quyết định nhé. Vậy Ngọc Lan sẽ đếm. 1, 2, 3. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Bạn nam bên kia bấm nút rất nhanh. Chính thức các bạn hẹn hò với nhau, nắm tay đi nào. Bây giờ hôm nay không có người thân của bạn gái. Trên màn hình thì gia đình bạn gái đang xem đó. Bây giờ mình xin phép hai bác gia đình cho con quen với người này ha. Rồi con hứa cái gì đó, hứa với họ đi nha. Dạ thì trước tiên thì em cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho em hôm nay thì có cơ hội đứng tại đây để mà tìm được cái người phù hợp cho mình. Thì thứ hai thì con cũng xin cảm ơn, con xin phép hai bác ở nhà xem qua chương trình để mà làm quen bạn. Thì con xin hứa thì con cũng chưa có hứa được nhiều, nhưng mà con sẽ cố gắng làm sao để mà bạn nữ này ở trong này cảm thấy không còn cô đơn nữa, và sẽ mang lại những điều tốt nhất cho bạn. Dạ. Được rồi. Bạn gái có muốn nói gì không? Tớ vui lắm rồi, là ngại quá không? Vui rồi đúng không? Nào, một nụ hôn đầu tiên lên má đi. Dạ thôi, chắc là chỗ riêng tư thôi ạ, không thích công khai lắm. Bạn đã xem trình mười mấy năm rồi. Dạ. Nó là thủ tục đó. Ồ. Thế là có phá lệ được không ạ? Không được. Không có phá lệ được nào. Thế bắt đầu đi. Ngồi dạ, tay đi. Dạ rồi. Nào, ôm cả. Dạ. Dạ. Mấy bạn ôm giống ôm xã giao quá. Ừ. Dạ thì em cũng hơi bối rối lúc đầu, thì cũng hơi run nên cũng chưa có thể hiện được tình cảm nhiều. Biết đâu sau chương trình này thì em mạnh dạn hơn, em này kia hơn. Thật ra cái sự chân thành thật nhất có thể nó xuất phát từ trái tim của mình là chính. Chúng ta có nói bất cứ điều gì nó xa vời quá nó cũng không có quan trọng. Quan trọng là mình sống thật bằng trái tim của mình thôi các bạn nha.